phòng bảo vệ sức khỏe ngoại huyết không mạch tim ba với thành phần huyết phát từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thành phần huyết phát từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thành phần huyết phát từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu tuần hoàn máu não giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém. Sản phẩm tốt như vậy, kể cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi. Dược phẩm Trung ương